Xin chào các cô, các chú, các anh chị. Đây là cái mẫu vành Kamba Lolo. Phiên bản này thì có hai màu và phiên bản này thì đùm ceramic. Nó khác hoàn toàn các cái phiên bản hiện nay mọi người đang gặp ở trên thị trường. Thứ nhất là chất lượng vành. Em bảo đảm cho mọi người đây một cân vành là làm chất lượng cực tốt luôn. Do nhà máy của Đài Loan nó sản xuất. Cái này là sản xuất tại Trung Quốc nhưng nhà máy là Đài Loan nhá. Nó sản xuất cái vành này nên chất lượng bao cứng cho mọi người bao dùng luôn đó, thì sẽ bảo hành cho mọi người một đổi một trong một năm. Như nói thật là chưa bao giờ em chưa gặp một cặp nào trong một năm hay hai năm có vấn đề gì luôn, trừ khi những cặp mà bị tai nạn đâm đụng. Con vành này thì là đùm của nó, đùm ceramic của Hubsmith nhé, cho mọi người xem cái đùm này này đấy. Và nó có hai phiên bản phanh má và phiên bản phanh đĩa. Thì hôm nay quay cho mọi người phiên bản phanh đĩa. Phanh đĩa thì nó đắt hơn phanh má chút nhé. Đùm này đùm ceramic của Hubsmith đấy, đùm này phanh đĩa thả đời mới, chúng ta sử dụng là cho những cái xe khung phanh đĩa xe đua đời mới ấy, phanh đĩa thả là sử dụng trục lớn nhé, rất là chớn luôn. Đây em sẽ quay cho mọi người nghe. Nó có hai màu, đây là màu này là màu đen này, đen chữ đen này đấy, màu đen cái vành màu đen chữ đen này là Kamba Lolo này, Boratu này, anh em thấy không, màu sơn rất là đẹp luôn đấy, rất là đẹp luôn. Có thêm cả một cái màu nữa là màu trắng chữ đỏ này. Màu trắng chữ đỏ thì cái vật con này thì em đang quay cho mọi người là phanh má, như phanh đĩa thì nó cũng chữ như thế này nha. Phanh đĩa thì nó đẹp hơn nhưng em đang lấy cho mọi người phanh má. Phanh đĩa cũng có hai màu cho mọi người xem. Thì trước mắt là em quay thử cho mọi người nghe tiếng kêu của nó và độ chớn của nó, mọi người sẽ cảm nhận được cái đùm ceramic nó sẽ như nào nhá. Có lẽ lắp xăm nốt vào để nó còn chớn hơn rất nhiều, nhưng em quay phanh đĩa trước. Mọi người thấy không? Khi mà em quay mà lắp xăm lốp vào nó còn chớn hơn nhiều. Em quay bằng cái lực tay nhẹ này cho mọi người xem này. Rất là chớn luôn. Thêm xăm lốp vào là có độ văng. Mọi người nhìn cái vành chớn hay không chớn thì mọi người cứ để nó quay. Khi nào tại quay chậm thì bình thường các hãng khác quay chậm như này thì dừng lâu rồi. Nhưng con này quay chậm này nó vẫn còn tách 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 kìa. Đấy một tí. Đấy, mọi người thấy không? Bởi vì nó nhẹ quá mà nó không có lốp nên nó không văng, nên nó không độ văng. Chứ nếu mà có lốp vào thì nó nặng, cái vành này quá nhẹ nên nó sẽ không văng, nó sẽ không để chớn cho chúng ta cảm nhận được độ chớn khi mà lắp xăm lốp vào. Lắp xăm lốp vào thì đã đời luôn, tiếng kêu rất là đã đúng không. Con vành này thì là đằng trước đằng sau đều 24 lỗ nhá. Nan hoa nó sử dụng nan dẹt này, nan của Sapin này, rất là ngon luôn này. Đấy, vành thì rất là cứng luôn, vành là vành bầu, vành béo nhá. Đó, và mẫu này có hai màu cho anh em chơi. Con này thì mình lắp rất là nhiều rồi, rất là anh em xài rất là nhiều. Em bảo đảm cho anh chị bao xài cho anh em luôn, rất là ngon luôn. Đùm ceramic của Đài Loan của Hubsmith thì khỏi phải nghĩ rồi. Anh em đang có nhu cầu thì có thể tham khảo mẫu này. Mẫu này một cặp của nó là 15 triệu rưỡi cho một cặp nhé. Giá khá là hợp lý. Một cái con đùm này mà con này thì tuy nó không phải chính hãng nhưng chất lượng em có thể đảm bảo cho mọi người chạy bằng như hàng chính hãng luôn. Đó. Trong bất kỳ một năm bất kỳ vấn đề gì hỏng hóc do trừ khi anh em tai nạn thôi. Đi bình thường dạn nứt các thứ đổi vành khác luôn cho anh em. Như thế bảo hành đã ok chưa? Nên anh em có thể yên tâm sử dụng nhá. Anh em đang có nhu cầu thì có thể tham khảo mẫu vành carbon này nhá. Cảm ơn mọi người.